Elsa. Elsa chơi ngự tuyết với em nhé. Đi ra đây cùng chơi với em. Làm gì mà suốt ngày ở ru ru trong phòng? Ra ra đi ở ngoài này cũng vui lắm đó. Hai ta đã từng chơi thân mà, giờ tự nhiên cách xa. Em mèo biết tại sao như rứa. Ra đây chơi ngự tuyết với em nhé. Không chơi thì chỉ muốn chơi gì? Biến đi em à. Ok bye. Để cái này vào đi, nó sẽ giúp con. Thấy chưa? Trời biết, đất biết, đừng có mau là được. Hãy đi ra đây hẹn trai với em nhé. Em vừa tìm được một anh rất ngon. Em thực sự cần một người tư vấn như chị. Em và rep thế nào khi trai hỏi ăn cơm chưa? Lên qua đây tìm một hồi ra quá trời. Đẹp trai và trưởng thành, lương kiếm trên 15 chai không đó. Á đù, á đù, á đù, á đù. Hả? Ba mẹ nói cái gì cơ? Đi xem mắt con à. Đúng rồi, mày đã đến tuổi cập kê rồi. Phải nghĩ đến chuyện lập gia đình, hạnh phúc cho tương lai. Giúp ba mẹ bày bành trướng thế lực bên ngoài nữa đi chơi. Không, con không chịu đâu. Ai cũng có quyền được lựa chọn hạnh phúc của riêng mình mà. Ba mẹ đặt đâu con ngồi đó. Cãi cãi tao tán chết cha mày bây giờ. Hồi đó, ngoại ép mẹ cưới cha. Bây giờ, mẹ nhìn đi. Cuộc sống hôn nhân của mẹ có hạnh phúc không? Con à, thật ra ba mới là người bị ép. Ủa, ba mẹ đi đâu vậy? Chị hai mày không chịu đi xem mắt, nên mẹ phải qua đó dắt thằng đó về đây xem mắt nè. Trời, ba mẹ lên qua đây tạo buổi hẹn, rồi đợi hoàng tử đến tham gia vào là đi gặp mặt luôn, tìm chi cho cực. Với lại qua đây. Thôi thôi thôi, bớt quảng cáo lại đi con, lo mà nghĩ lời bài hát cho đoạn thứ ba kìa. Với lại chiếc thuyền ngoài kia có bị sét đánh ra làm đôi thì mẹ mới tin cái app này có hiệu quả. App này tạo buổi hẹn sao vậy con? Em biết chị đang ở trong đó, không ai bắt chị xem mặt nữa đâu. Em đang rất buồn, chị đừng bơ em mà. Em ở đây nè, cho em vào đi. Qua đây tiện dụng như thế mà, vừa nhanh lại an toàn, không mất công dành thời gian chit chat. Hãy ra đây chơi ngự tuyết với em nhé. Mặc kệ đi, bỏ hết đi, đi hẹn hò tại điểm hẹn, wow day, yeah. Mặc kệ đi, bỏ hết đi.